chiến dịch phản công của Ukraine đứng trước nguy cơ thất bại. Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin chính yếu sẽ có ngay sau đây. Sau 16 tháng hỗ trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, phương Tây đặt kỳ vọng và nín thở chờ đợi vào các bước tiến của Ukraine trong chiến dịch phản công. Thế nhưng, chiến dịch phản công của Ukraine đang đối diện với nhiều thách thức bởi những tổn thất nặng nề về vũ khí và nhân lực. Tổn thất này lớn gấp 10 lần so với tổn thất của quân đội Nga. Trong khi đó, các tuyến phòng thủ của Nga đang phát huy hiệu quả cao. Tin tức Việt Nam hôm nay xin gửi đến chủ đề Ukraine đứng trước nguy cơ thất bại với chiến dịch phản công. Quân đội Ukraine không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Viết trên mạng xã hội Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, sau hơn một tuần kịch chiến bằng bộ binh, pháo binh và xe tăng trên chiến trường, chủ yếu là vùng nông thôn, các lực lượng Ukraine đã tái chiếm được 7 ngôi làng và khu định cư. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, mũi tiến sâu nhất của quân Ukraine là khoảng 6,5 km và diện tích lãnh thổ mới giành được là 90 km2. Tầm quan trọng của các lãnh thổ Ukraine mới giành lại được vẫn phải xem xét thêm. Giới phân tích quân sự cho rằng sẽ mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để đo được sự thành công trong loạt phản công do Ukraine thực hiện trong những ngày qua trên nhiều tuyến mặt trận ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia. Tiến bộ của quân Ukraine được đo bằng mét hoặc cùng lắm là km, thành quả của Ukraine chỉ là các ngôi làng nông nghiệp nhỏ bé và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về một đột phá lớn vào mạng lưới phòng thủ dày đặc của quân đội Nga. Giới chuyên gia nhận định, việc Nga điều chỉnh chiến thuật và cải thiện vũ khí sẽ khiến cho xung đột thêm giằng co, Ukraine khó giành được chiến thắng quyết định một cách nhanh chóng và có nguy cơ rơi trở lại chiến trận tiêu hao như trước đây. Dijak Beron, một viên tướng về hưu của Anh cho biết, Nga đã xây dựng được các phòng tuyến phòng ngự kinh điển ở Zaporizhia. Lực lượng công binh Nga đã dày công xây dựng hệ thống tuyến phòng thủ tinh vi nhiều lớp dài 965 km với chiến hào gia cố bằng bê tông, dây thép gai chằng chịt, làm chỉ huy bãi mìn và hệ thống chướng ngại vật răng rồng để cản bước xe tăng đối phương. Ukraine không thể chọc thủng tuyến phòng thủ đáng kinh ngạc của quân đội Nga. Tình báo Anh đánh giá mạng lưới phòng thủ này được gọi là một trong những hệ thống công sự quân sự lớn nhất thế giới. Giới nghiên cứu cho biết các lực lượng Nga đã đào những chiến hào như vậy dọc theo những nơi mà họ cho là nút giao thông quan trọng hoặc bên ngoài các thành phố chiến lược. Công trình phòng thủ này đã được quan sát thấy ở hai khu vực Tomas và Binmas thuộc tỉnh Zaporizhia. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho rằng Nga đã thiết kế một trong những hệ thống phòng thủ lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Theo CSIS, tuyến phòng thủ của Nga ở tỉnh Zaporizhia là nơi được gia cố vững chắc nhất. Bên cạnh đó, Nga cũng hỗ trợ chiến thuật tác chiến điện tử và hỗ trợ trên không để đẩy lùi các bước tiến của Ukraine. Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng, chiến thuật phòng thủ chính của Nga là triển khai lớp đầu tiên gồm các phương tiện có người lái để phát hiện cuộc tấn công của Ukraine khi đối phương có ý định đánh úp. Tiếp sau đó là dựng các bãi mìn và chiến hào. Lớp cuối cùng là quân tiếp viện, lực lượng này sẽ sẵn sàng lao về phía trước để phản công khi đối phương cố gắng vượt qua bãi mìn. Ngoài ra, để đối phó với cuộc phản công toàn diện của Ukraine, Nga đã triển khai xây dựng các chiến hào mới, hàng rào chống thăng và các công sự mọc lên như nấm trải dài từ thành phố của Nga chạy qua phía đông Ukraine và phía tây nam đến bán đảo Crimea. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 37, đơn vị mũi nhọn của lực lượng vũ trang Ukraine, là đơn vị đầu tiên nếm trải thách thức này. Những bãi mìn dày đặc cùng hỏa lực từ trực thăng và pháo binh của Nga đã khiến cho họ chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Gần 50 lính trong một đơn vị lữ đoàn 37 này đã tham gia phản công. Các bãi mìn đã gây thiệt hại nặng nề cho đoàn xe bọc thép của Ukraine. Video và hình ảnh quay được từ chiến trường cho thấy xe tăng Leopard và xe chiến đấu Bradley mà Ukraine mới tiếp nhận của phương Tây đã bị phá hủy. Một số vũ khí khác bị bỏ lại trên những cánh đồng, bãi mìn của Nga hiện là vấn đề nan giải đối với quân đội Ukraine. Nếu không làm được điều này, họ sẽ khó đột phá phòng tuyến và chia cắt lực lượng Nga. Trong buổi gặp gỡ với những phóng viên chiến trường trao đổi về cuộc phản công toàn diện của Ukraine, Tổng thống Putin cho biết đó đã diễn ra kể từ ngày 4 tháng 6, Kiev đang sử dụng lực lượng dự bị và tấn công theo 4 hướng. Ông Putin cho biết Ukraine đã thành công ở mặt trận nào và gánh tổn thất nặng nề. Theo đó, tính đến ngày 16 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 186 xe tăng và 418 xe bọc thép. Đồng thời, Nga đã phá hủy một lượng lớn thiết bị của Ukraine, chiếm 25-30% tổng khối lượng phương tiện chiến đấu mà phương Tây chuyển giao cho Kiev.
nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra lỗ hổng về thiết bị quân sự mà phương Tây giao cho Kiev. Theo đó, xe tăng Bradley và Leopard đang cháy đúng như Moscow mong đợi. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg ngày 16 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết Ukraine sẽ sớm hết sạch vũ khí, không còn lại gì, bởi họ đang sử dụng vũ khí do nước ngoài cung cấp và Ukraine không thể chiến đấu như thế này được mãi. Trước những tổn thất của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói rằng nước này không thể chi viện thêm cho Ukraine để bù lại số xe tăng đã bị cháy. Tuyên bố này là một phản ứng trước những yêu cầu của chính quyền Kiev về việc tăng gấp 3 lần nguồn cung cấp xe tăng Leopard. Những lời tuyên bố này cho thấy người Đức không muốn gửi xe tăng của mình đến Ukraine để giúp nước này chiến đấu đến người cuối cùng. Berlin hiểu rõ rằng những con báo đốm của họ đang bốc cháy trên những cánh đồng của Ukraine là điều tồi tệ nhất. Mỹ đã đẩy Đức vào tình thế bắt buộc phải gửi Leopard đến Ukraine bằng việc hứa hẹn gửi xe tăng Abraham đến Ukraine. Thế nhưng thực tế chẳng có Abraham nào, mà giờ đây Đức phải gánh chịu nỗi xấu hổ vì xe tăng Leopard tốt nhất thế giới đang bị bốc cháy ở Ukraine dưới hỏa lực của quân đội Nga. Trở lại thời điểm khi những thông báo về việc cung cấp Leopard cho lực lượng vũ trang Ukraine được công bố, một cuộc diễu hành chính thức đã bắt đầu trên các phương tiện truyền thông phương Tây, nơi xe tăng Đức được đánh giá là có sức mạnh đẩy lùi lực lượng vũ trang Nga chỉ trong một lần và đảm bảo chiến thắng của Ukraine. Các bài báo đầy rẫy với những tiêu đề như Tại sao lính Nga sợ xe tăng Leopard 2 của Đức hay quyết định gửi xe tăng tới Ukraine của Đức là thời điểm then chốt của cuộc chiến? Nhiều chuyên gia quân sự phương Tây giải thích rằng dòng xe tăng của Đức có khả năng thay đổi cục diện cuộc chiến, rằng xe tăng hiện đại của phương Tây đi trước Nga một thế hệ trong việc tiêu diệt các vị trí của đối thủ mời, vì Leopard 2 của Đức được xem là một trong những xe tăng tốt nhất thế giới về tính cơ động, an toàn và hỏa lực. Thế nhưng, một trong những xe tăng tốt nhất thế giới đã đổ gục khi đối phó với vũ khí của Nga, và số lượng Leopard bị phá hủy và vô hiệu hóa trong những ngày gần đây đã hơn 20 chiếc. Điều này có nghĩa là trong số 60 xe tăng Leopard 2 được Đức chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine tính đến cuối tháng 5 đã bị binh lính Nga phá hủy 1/3 số lượng chỉ trong 3 ngày. Tin tức về những chú báo đang bốc cháy đã trở thành tâm điểm đối với truyền thông phương Tây. Các bài báo viết về những người lính Nga bỏ chạy khi nhìn thấy xe tăng Đức đã được thay thế bằng những đoạn văn bộc lộ sự tiếc nuối về Leopard 2 như sau. Xe tăng chủ lực giúp chọc thủng phòng tuyến của Nga, nhưng chúng không phải là vũ khí thần kỳ. Tất nhiên, những chiếc Leopard 2 cũng bị tiêu diệt. Hay như Ukraine lần đầu tiên đưa xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của Đức tham chiến và nó đã kết thúc trong thảm họa. Tổn thất của Liên minh là thất bại của Kiev và chiến thắng của Nga. Thiết bị của phương Tây gửi đến Ukraine bao gồm xe tăng của Pháp, pháo tự hành của Ba Lan, xe bọc thép chở quân của Mỹ và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Theo thông tin từ các nguồn tin phương Tây, trong 3 ngày diễn ra cuộc phản công toàn diện của lực lượng Ukraine, 16 chiếc vũ khí hạng nặng đã bị phá hủy, chiếm 15% tổng số được giao cho Ukraine. Tính từ tháng 2 năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất khoảng 4.000 đơn vị thiết bị quân sự, khiến các đồng minh phương Tây vô cùng thất vọng. Vào tháng 2, Bộ Kinh tế Đức đã phê duyệt bổ sung cho Ukraine 178 xe tăng Leopard 1A5. Nhưng hiện tại, sau thảm họa Leopard, có thể việc giao hàng này sẽ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Nhưng ngay cả khi có chuyển giao, điều đó cũng không thành vấn đề đối với Nga. Bởi một lần nữa, quân đội Nga đã và đang chứng minh rằng không có vũ khí thần kỳ nào của phương Tây có thể đánh bại Nga. Liệu Ukraine có thành công? Các trận chiến ác liệt trong tuần qua đã tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc xung đột. Với mỗi cuộc tấn công, Ukraine dường như muốn chứng tỏ rằng họ có thể đánh vào bất cứ đâu và khiến cho Nga phải phòng thủ ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, thực tế thì lại rất dè dặt. Ngay trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Ukraine cũng không đưa ra những lời cứng rắn. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 10 tháng 6 chính thức xác nhận cuộc phản công toàn diện của nước này đã bắt đầu. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada tại Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đang thực hiện chiến dịch phản công và phòng thủ, song không cho biết các hoạt động đó đang ở giai đoạn nào. Thực tế là cuộc phản công được mong đợi từ nhiều tháng qua của lực lượng vũ trang Ukraine đã được tiến hành. Tuy nhiên, Kiev đang cố gắng để tránh sự thật này bởi những ngày qua lực lượng vũ trang Ukraine chưa có thành tích nổi bật nào để báo cáo đồng minh phương Tây. Như chúng ta đã biết, cuộc phản công toàn diện đóng vai trò rất quan trọng với Ukraine bởi đó là thước đo và là câu trả lời cho việc phương Tây có tiếp tục cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine hay không. Kiev buộc phải chứng minh ít nhất một thành công dù là cục bộ.
Theo giới phân tích của Nga đến bây giờ, nếu lực lượng vũ trang Ukraine tạo ra thành công quân sự ở mức độ tái chiếm Crimea hoặc đánh vào thành phố biên giới Belgorod của Nga, thì mới có thể bù đắp được những tổn thất của xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley do phương Tây cung cấp. Các cuộc tấn công đa hướng tập trung dọc theo mặt trận phía Nam và phía Đông là phép thử đối với kho vũ khí mới của Ukraine. Trong đó có các loại xe tăng, xe bọc thép mà phương Tây chuyển giao, cũng như hàng chục ngàn binh sĩ đã được huấn luyện ở châu Âu trong nhiều tháng qua. Ở giai đoạn đầu, Ukraine cần thể hiện sức mạnh đáng kể để giữ vững sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu. Các nhà quan sát cho rằng hiện còn quá sớm để đánh giá kết quả của cuộc phản công mà Ukraine đang thực hiện. Tổn thất là không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt động quân sự nào. Lực lượng Ukraine sẽ chịu tổn thất khi phản công. Trong đó có việc mất nhiều thiết bị do phương Tây cung cấp và cả những thiết bị từ thời Liên Xô. Theo giới quan sát, phương Tây giai đoạn đầu của cuộc phản công bao giờ cũng là giai đoạn khó khăn nhất và chậm chạp nhất. Đến đây thì thời lượng của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, đánh giá của quý vị ở phần bình luận. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.